Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu hấp dẫn để tìm hiểu về một loài động vật ẩn mình dưới nước. Đó là con cá sấu. Cá sấu không chỉ là một sinh vật có hình dáng đặc biệt mà còn là một động vật quan trọng trong hệ sinh thái. Hãy cùng nhau khám phá nhé! Cá sấu là một trong những loài bò sát sống dưới nước lớn nhất trên trái đất với hình dáng mạnh mẽ, cơ thể dẹp và đuôi lớn. Chúng có bộ răng sắc nhọn và đôi mắt lớn giúp chúng săn mồi dưới nước. Ngoài ra, cá sấu còn sở hữu thính giác và khứu giác vô cùng nhạy bén. Mũi nằm phía trước hàm và nhô cao khỏi mặt nước cho phép cá sấu đánh hơi tìm kiếm con mồi, còn thính giác quá hoàn hảo giúp loài vật này nghe rõ cả ở dưới nước. Cá sấu là loài động vật có thể sống cả trên cạn và dưới nước. Chúng thường lên bờ để ngủ và để cơ thể ấm hơn, nhưng cũng thích thú dưới nước để săn mồi cũng như tránh kẻ săn mồi. Cá sấu có thể nín thở dưới nước ít nhất 1 giờ mà không cần lấy hơi vì chúng có thể giảm nhịp tim xuống còn 2 đến 3 nhịp mỗi phút. Do sống dưới nước nên các chân và đuôi của cá sấu hỗ trợ hoàn hảo cho khả năng bơi lội. Đuôi cực khỏe giúp cá sấu có thể bơi với vận tốc 32 km một giờ, trong khi sức mạnh của các chân cũng được thể hiện ngay cả khi cá sấu ở trên mặt đất. Cá sấu thường săn mồi dưới nước, chủ yếu là cá, ếch và các loài động vật khác. Chúng có thể chờ đợi mục tiêu và bất ngờ tấn công bằng cách nhanh chóng nổi lên từ dưới nước. Cá sấu tiết ra nước mắt khi chúng ăn thịt con mồi, nhưng không có nghĩa là chúng thực sự đang khóc. Răng được thay liên tục trong suốt cuộc đời của loài. Cá sấu có thể tạo một áp lực khổng lồ khi khép hai hàm của mình lại, nhưng lực để mở hàm ra lại rất yếu. Hàm của cá sấu không thể di chuyển sang hai bên, có nghĩa là những loài bò sát này không thể nghiền thức ăn theo chuyển động nhai thông thường. Hầu hết chúng xé xác con mồi và sau đó nuốt trọn. Có một quan sát là cá sấu nuốt đá để hỗ trợ tiêu hóa. Những viên đá vào trong dạ dày giúp cá sấu nghiền nát và xay nhỏ thức ăn và đặc biệt hữu ích khi chúng nuốt chừng cả con mồi. Mắt cá sấu chứa các tinh thể có thể phản xạ được ánh sáng và giúp chúng nhìn được trong bóng tối. Vì thế, chúng chủ yếu là những thợ săn về đêm. Cá sấu thường được biết đến với tính cách khá lười biếng khi chúng thường dựa vào năng lực săn mồi lớn, tuy nhiên môi trường sống của chúng đang bị đe dọa do bị săn bắt quá mức. Cá sấu thường rất thận trọng và nhảy trốn xuống nước khi cảm thấy bị đe dọa. Cá sấu có thể mở hàm ở dưới nước mà không bị nước chảy vào họng. Chúng có một van phía dưới cổ họng cho phép ngăn nước chảy vào trong. Cá sấu là loại động vật có thể gây ra sự nguy hiểm cho con người nên chúng ta cần cẩn thận khi đi vào khu vực có cá sấu nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cá sấu, một động vật đầy sức mạnh và quan trọng trong tự nhiên. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em niềm vui và kiến thức mới về thế giới động vật dưới nước. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.